tập phim ngày hôm nay, Nobita lại bị Sunio lôi ra làm trò cười. Để trả thù Sunio cho bỏ tức, Nobita đã mượn bảo bối của Doraemon. Nhưng Sunio ranh mãnh cũng đâu có chịu ngồi yên để chịu thua chứ. Vậy thì chuyện gì sẽ xảy ra với họ đây? Liệu có rắc rối gì với Nobita hay là Sunio? Các em hãy cùng đón xem nhé. Hồ tiêu đất sét gây náo loạn đường phố, cùng bắt đầu thế nào. Sunio đang biểu diễn ảo thuật cho nhóm bạn xem tại bãi đất trống, ai cũng vỗ tay khen ngợi. Nobita nghi ngờ, cậu ta lại dùng mánh khóe gì chăng? Sunio bất ngờ ném cây muỗng cho Nobita để làm thử. Nobita nhấn rồi bẻ mãi mà không cong nổi, cậu đành bất lực đầu hàng. Sunio khoái chí cười nhếch miệng, thì ra cậu ta đã giấu chiếc muỗng khác ở sau lưng rồi. Nobita về nhà gào khóc với Doraemon, thật không cam tâm làm trò cười cho tên mỏ nhọn đó. Cuối cùng, để chiều lòng Nobita, Doraemon đành lấy hồ tiêu đất sét và đổ thử ra ghế, rồi kêu Nobita hãy giữ lấy. Sau đó, Doraemon kéo dài chiếc ghế ra như miếng đất sét vậy. Thế rồi, cả hai hí hửng chạy ra bãi đất trống. Doraemon dùng khăn tàn hình hỗ trợ cho Nobita. Sau đó, Nobita đi lại muốn mượn cây muỗng để thử lại một lần nữa. Sunio liền cười toe toét, thử bao nhiêu lần thì cũng thế thôi. Nobita liền chỉ cho Doraemon rắc bột vào chiếc muỗng. Cứ thế, Nobita kéo dài nó ra trước sự ngạc nhiên của đám bạn. Tiếp theo lại là thanh thép dài này, Nobita uốn cong và móc chúng lại với nhau luôn. Cậu ta lại chạy về tới cổng nhà mình để làm trò nữa. Doraemon thấy Nobita càng lúc càng thêm kiêu ngạo rồi đó. Cứ như thế, có rất nhiều người tới xem. Nobita đã làm loạn cả đường phố khi cậu ta bẻ cong tất cả, làm cho Doraemon bận tối mắt tối mũi. Tiếp theo, đến con chó nhà hàng xóm cũng bị cậu ta nặn cho thành con heo luôn. Bà chủ hoàng hôn chạy ra, Nobita mới chịu dừng lại. Thế rồi mọi người cũng giải tán ra về. Sunio tranh thủ hỏi Chan có muốn xem cậu ta bẻ cong cái muỗng nữa hay không, thì bị Chan cú cho một phát lú sừng liền. Doraemon và Nobita vui vẻ đi tìm những người khác để giúp đỡ. Sunio cũng bám theo và đã biết được sự thật. Tới nhà của Shizuka, Nobita hỏi cô có chuyện gì buồn phiền không. Shizuka dắt hai đứa lên phòng, nhìn ra phía cửa sổ thì ra bình thường cô có thể ngắm núi Phú Sĩ, nhưng từ ngày có tòa nhà chọc trời kia thì mọi thứ đã biến mất. Nobita liền nói cứ giao cho mình. Cậu cùng với Doraemon bay tới tòa nhà và rắc bột bẻ cong nó qua một bên. Cả Shizuka và Sunio đều phải hét lên vì quá bất ngờ. Thế rồi, ông giám đốc thò đầu ra mắng, tụi bay đang làm cái trò gì thế hả? Nobita vội vã, đẩy tòa nhà lại y như cũ. Sunio đứng ở dưới, nở một nụ cười nhan hiểm. Cậu ta đã bám theo và giật ngay lấy lọ bột. Sau đó, Sunio rắc bột vào người của Doraemon, khiến mèo ú chân tay dài ngoang ra, rồi quấn cả vào người. Doraemon cứ thế bị lăn tròn xuống dốc, đâm sầm vào trong quán rượu. Ông chủ đuổi theo cậu để giật lại cái chai. Mèo ú cũng không ngừng đuổi theo Sunio, nhưng cậu đã bị trượt đà, bay tọt vào ống cống. Tên Sunio vẫn nhây lì, vừa chạy vừa lè lưỡi để chiêu thức Doraemon. Thế rồi, vừa băng qua đường, mèo ú đã bị một chiếc xe lu lăn cho mỏng dính. Nobita hoảng hốt đuổi theo, tìm mãi thì mới thấy Doraemon. Cậu nhấc Doraemon lên, thì một cơn gió lại thổi tới, khiến cậu ấy bay tận lên trên trời, rồi lại chui trong ống thoát nước, xuống dưới đất, như một con rắn vậy. Tại nhà Sunio, mẹ cậu ta hét toáng lên, vì đồ vật ở trong nhà đã biến dạng hết bởi thằng con trời đánh này. Sunio liền vui mừng khoe với mẹ kế hoạch của mình, đó chính là lọ bột này sẽ khiến khuôn mặt của cậu trở nên đẹp trai hơn và sự nghiệp lấn sân vào showbiz của cậu ta sẽ sáng lạng thôi. Mẹ Sunio nghe thế cũng muốn được thử ngay, bà đổ hết lên đầu rồi kêu Sunio hãy nặn mũi cao lên cho mẹ nào. Nhưng mãi mà mẹ cậu ta vẫn không chịu, cao lên rồi lại dài ra khiến Sunio rối hết cả chân tay. Cuối cùng soi gương thì mẹ hét toáng lên vì trông bà bây giờ như quái vật vậy, đã thế thì mẹ tự ra tay. Sunio hét toáng lên, mẹ phải chừa lại cho con xài về nữa chứ. Mẹ Sunio cằn nhằn, không sửa lại thì làm sao mẹ dám ra đường mà gặp ai hả? Thế rồi, hai mẹ con đánh nhau và tranh giành lọ bột, khiến nó văng hết cả ra nhà. Nobita vác theo Doraemon, chạy tới nhà Sunio để lấy lại lọ bột. Vô tới nhà thì mọi thứ yên tĩnh lạ thường. Trước mặt họ chính là một căn phòng bị nhấn chìm hết mọi vật và cả mẹ con Sunio nữa, trông cứ như một vũng sinh lầy chết chóc vậy. Nobita và Doraemon lúc này cũng đành bất lực nhìn nhau, chắc họ đã dùng sai cách rồi. Vậy là tập phim đến đây là hết rồi. Cảm ơn các em đã theo dõi video của chị. Nếu thấy hay, hãy nhớ like và bình luận ở phía bên dưới. Hẹn gặp lại các em ở những tập phim tiếp theo. Xin chào tạm biệt.